Chào các em, hôm nay thầy rảnh, thầy làm tiếp một cái nick vòng chính mà đã bị YouTube nó tạm gỡ của thầy, nó đang xác minh bản quyền ha. Do những người không tốt họ vu khống thầy là lấy cấp bản quyền của họ. Và thầy gửi lại cái vòng chính lên để phục vụ cho các em à. Lúc các em đang cần để thi cái vòng các cấp ha. Số nguyên tố lớn nhất có hai chữ số sẽ là số 97. 99 không được. Chia hết cho 3, 98 chia hết cho 2, 97 thì được. Cái này sẽ bằng âm 21. Ước chung lớn nhất của này là bằng 1, bởi vì đây là đều số 13 là số nguyên tố mà chỉ chia hết cho 1 thôi. Số nguyên âm lớn nhất có hai chữ số khác nhau thì các em tìm số nguyên dương bé nhất có hai chữ số khác nhau đi. Nguyên dương bé nhất có hai chữ số khác nhau là 10. Thì gắn dấu âm vô là thành nguyên dương lớn nhất có hai chữ số khác nhau ha. Cái này thì cứ máy mà bấm. Thì tuyệt đối của âm 70 là 70, trừ 70 là hết. Cộng với cái này sẽ thành 75. Cho điểm A nằm giữa hai điểm M và B. A nằm giữa các em nhé, chứ không phải M nằm giữa đâu. Bình thường là M hay nằm giữa ha. A nằm giữa M và B, AB bằng 13, AM bằng 17. Vậy thì MB cộng lại thôi là 30. Rồi cái này 1 trừ 2 là bằng âm 1, 3 trừ 4 cũng âm 1, 5 trừ 6 cũng âm 1, 199 trừ cho âm 200 cũng âm 1. Vậy có bao nhiêu số âm 1 xuất hiện? 100 số đúng không? 100 số âm 1 xuất hiện thì bằng cộng lại bằng âm 100. Tổng tất cả các số nguyên tố nhỏ hơn 10 là các em lấy 2 cộng 3 cộng 5 cộng 7. 2, 3, 5, 7 hết rồi, 17 ha. Một số tự nhiên A khi chia 4 dư 3, khi chia 17 còn dư 9. Chia cho 19 thì lại dư 13. Vậy bài này cũng hơi khó ha. Như thầy nói ở nick trước, thì muốn giải bài toán chia dư thì mình chuyển nó về bài toán chia hết. Thì muốn chuyển về bài toán chia hết thì có hai cách, một là bớt đi, hai là bổ sung thêm. Giờ bài này thầy sẽ bổ sung thêm. A bổ sung thêm 25 thì sẽ chia hết cho 4. Thì A chia 4 dư 3, giờ bổ sung thêm 25 là thành dư 28, dư 28 thành chia cho 4 ha. Rồi chia 17 dư 9 bổ sung thêm 25 là thành dư 34, dư 34 thì chia hết cho 17. Rồi A chia 19 dư 13 bổ sung thêm 25 thì thành dư 38, dư 38 thì lại chia cho 19. Vậy suy ra là A cộng 25 sẽ là một bội chung của 4, 7 và 10, 19. Thì bội chung của 4, 7 và 19 đó, thì các em sẽ thấy là bằng 4 nhân 17 nhân 19 luôn. Là bằng 1292. 17, 19 là số nguyên tố, cho nên thầy tìm bội chung nhỏ nhất thì thầy nhân lại cho nó khỏe, phân tích gì nữa cho mệt. Như vậy là bội chung của 1292 sẽ là 0 nè, rồi 1292 nè, rồi lấy 1292 nhân từ từ lên đó, ví dụ như là 2584 vân vân. Ở đây người ta hỏi cái gì? Người ta hỏi là số A khi chia cho 1292 thì dư mấy? Thì A cộng 25 thì mới chia hết cho 1292, đúng không? Vậy nếu lấy A chia cho 1292 thôi thì không thể chia hết rồi nè. Thì phần dư sẽ là 1292 trừ đi 25 là bằng 1267 các em nhé. Các em suy ngẫm đi sẽ hiểu. Không, lấy một số cụ thể ra mà thử. Còn tại sao thầy lại biết là bổ sung thêm 25? Thì cái này tham gia các khóa học về sau thì các em sẽ hiểu thôi ha. V62, V63 sau này. Cho 4 số tự nhiên liên tiếp. Vậy thầy có 4 số tự nhiên liên tiếp là x nè, nhân x cộng 1 nè, nhân x cộng 2 nè, thì nhân cho x cộng 3 nè, thì sẽ bằng gì? Sẽ bằng 5040. Rồi dùng chức năng tìm x ở trong khóa học V61. Em sẽ giải nhanh lắm ha.
tích của chúng bằng 5040. Số ít đó sẽ bằng 7. 5040 thì suy ra x sẽ bằng 7. Không tin các em thử lại nè, số nhỏ nhất là bằng 7. 7 nhân 8 nhân 9 nhân 10 thì đúng bằng 5040 luôn. Giờ người ta hỏi số lớn nhất thì đó là số 10. Đúng không? Hết đợt bài. Mười hai con giáp. Các em nhân lại, âm 3 nhân âm 5 là thành 15. 15 cứ bấm máy đi. Kết quả là ra 50. Vậy số liền sau của 50 là 51. Con gà có 4 chiếc đồng hồ. Đọc đề đi các em. Bài này thì nó hơi lằng nhằng một chút. Thấy không? Bài này thì thầy hướng dẫn các em như sau, dễ thôi, đọc đề xong đừng có hoảng. Trước khi đọc đề thì thầy cũng nhắc các em là điều đầu tiên nhớ đăng ký kênh phụ của thầy. Kênh phụ của thầy là các em vô trang web buồn luận wordpress.com ha, rồi các em đăng ký kênh phụ này, là kênh gọi là toán thầy luận ha. Kênh này thì sắp tới thầy sẽ dạy thêm môn toán ở trên trường á, cũng như bồi dưỡng học sinh giỏi toán, là thầy đăng ký trong này là một. Với lại đề phòng khi cái kênh chính thức mà các em đang quan sát nè, đang nghe thầy nói nè, là kênh chính thức là vài bữa là YouTube nó sẽ giữ lại để nó xác minh về vụ kiện bản quyền đối với thầy. Có một số người không thích, họ tự nhiên họ vu khống thầy ha, thì nó giữ lại trong vòng một thời gian thì các em sẽ dùng cái kênh phụ này để các em coi những bài giảng sắp tới của thầy. Mà nếu các em không đăng ký là các em khỏi tìm thầy luôn ha. Rồi, bây giờ trở lại bài toán đề cho. Bây giờ tính từ lúc xuất phát là không có phút nào hết đó, thì sau A phút từ lúc 0 phút đi từ 0 phút thì sau A phút thì các chuông cùng reo. Từ 0 phút gọi A là số phút, trôi qua. Để tất cả các chuông cùng reo thì các em suy ra A nó sẽ là một bộ chung của 5, 10, 15 và 20. Đúng không? Suy ra A là bộ chung của 5, 10, 15 và 20. Mà bộ chung của 5, 10, 15 và 20 là bằng bao nhiêu? Là bằng 60. Đúng không? Không thể là 40 được, phải là 60. Vậy suy ra A sẽ thuộc tập hợp là A sẽ thuộc tập hợp là 0 nè, 60, 120, rồi vân vân vân. Vậy A chính là 60 luôn, tối thiểu bội của 60 ha. Chỉ cần cứ sau 60 phút, sau 60 phút thì chúng cùng reo. Như vậy là từ lúc 8 giờ sáng mà 60 phút trôi qua là lúc đó là lúc 9 giờ chúng sẽ cùng reo. Con heo 20 điểm nằm trên một đường thẳng thì sẽ có 20 cặp tia đối nhau, thì cứ mỗi điểm nó sinh ra một cặp thôi. Mỗi điểm nó sẽ phân đường thẳng ra thành một nửa này nửa kia, là thành hai tia đối nhau, là thành một cặp. Mà có 20 điểm nó có 20 cặp. Con ngựa này bấm máy thôi kìa. Hoặc là dùng tính chất phân phối, 68 cộng 32 cho vào ngoặc
nhân với thừa số chung là âm 48, vậy là âm 4800. Con cho số số nguyên tố có một chữ số là 4 số 2 3 5 7. Con mèo. Vẽ hình đi. Trên TOE lấy hai điểm A 8 OB bằng 10. OA bằng 8 OB bằng 10. Vẽ hình xong sẽ thấy AB bằng 2 luôn. Quá dễ dàng. Con khỉ. Rồi, cái này em nào mà học khóa học V61 rồi thì các em dùng cái chức năng ở trong cái bài giảng cuối cùng của thầy á, thì các em sẽ tìm ra rất nhanh nha. Các em coi lại khóa học V61 bài giảng cuối cùng thì các em sẽ làm bài này rất là khỏe luôn ha. 3n cộng 10 chia cho n trừ 1. Giờ các em cho n tức là ít đó chạy từ 1 cho tới 20, bước nhảy là bằng 1. Rồi các em tìm kết quả thì các em được là n bằng 2 nè, n bằng 2 là 1 nè. Rồi n bằng 14 nè. Hết rồi các em, n bằng 2 và 14. Còn nếu em nào chưa tham gia khóa học V61 á thì các em sẽ làm theo kiểu toán học. Biến đổi toán học thì nó cũng hơi khó, khó nghĩ ra lắm. 3n cộng 10 thì thầy ghi thành 3n cộng 3 cộng 7 ha. Rồi 3n là thầy ghi 3 nhân n, 3 là 3 nhân 1. Vậy nó sẽ bằng là 3 lấy ra làm thừa số dùng chung, tính chất phân phối n cộng 1 rồi cộng cho 7. Thì theo đề á, ôi thôi chết, đây là trừ với các em. 3n cộng 10 thì thầy ghi thành 3n trừ 3. Thầy sẽ ghi thành 3n trừ 3 rồi cộng lại 13 thì nó vẫn bằng như cũ ha. Trừ 3 rồi cộng 13 tức là được cộng cho 10 mà chưa có trừ gì hết. Rồi đây sẽ thành trừ ha. Đây là 13. Đây là trừ. Đây là 13. Thì theo đề thì cái này nó chia hết cho n trừ 1. Như vậy là cái tổng này chia hết cho n trừ 1. Mà trong đó số hạng 3 nhưng n trừ 1 thì chia hết cho n trừ 1 rồi. Như vậy là bắt buộc cái số 13 này phải chia hết cho n trừ 1 thì cái tổng này mới chia cho n trừ 1 nè. Suy ra 13 chia hết cho n trừ 1. Như vậy là n trừ 1 nó sẽ là ước của 13 cái. Mà ước của 13 thì chỉ có hai số thôi, đó là 1 và 13. Đúng không? N trừ 1 bằng 1 thì n phải bằng 2, và n trừ 1 mà bằng 13 thì n phải bằng 14. Như vậy đó là lý do đó. Con rồng. Cái này thì các em dùng chức năng tìm ít luôn thì cho nhanh ha. Hoặc là các em coi thử trừ 343 là cái gì mũ 3 lên nha. Để các em thử nè. Chắc chắn phải là số lẻ rồi. 13 mũ 3 thử coi. Ồ lớn quá. Em lấy 9 mũ 3 thôi. Thầy lấy 9 nè. Mũ 3 nè. 729. Vậy lấy 8 mũ 3 thử coi. Không được, 7 mũ 3. Rồi, đây rồi. Như vậy là x cộng 1 mũ 3 là bằng âm 7 mũ 3. Em nào học V62 rồi thì sẽ học về lũy thừa. Khóa học V62 thầy đã dạy về số mũ, lũy thừa với cơ số là số âm. Các em xem lại. Vậy x cộng 1 sẽ bằng âm 7. Vậy x sẽ bằng âm 8. Âm 8 cộng 1 mới ra âm 7. Âm 7 mũ 3 thì mới ra âm 343. Thử lại đi. Rồi cái này
hai bên có dấu trừ là bỏ, què đi, què. Vậy 3 mũ x là bằng 27, vậy x sẽ bằng 3. 3 mũ 3 thì mới bằng 27 chứ làm sao? T sẽ bằng 2. Không được. 2 cộng 8 là bằng 10, không phải số nguyên tố. Vậy B bằng 3 không được. B bằng 1 cũng được luôn. À, số chính phương mà. Xin lỗi, số chính phương thầy tưởng số nguyên tố. Vậy P sẽ bằng 1 kìa. 1 4 9 là những số chính phương đúng không? Số chính phương là số được tạo thành do số khác mũ 2 lên mà thành. Đó. Bài thi số 3. Câu 4 trừ 32 á, lấy máy tính. Ước chung lớn nhất sẽ bằng 1, bởi vì 13 là số nguyên tố rồi. Chữ số tận cùng của 4 mũ 2012 sẽ bằng 6, 6 cộng 2 bằng 8. Này tận cùng 8. Không. 4 x 4 thì bằng 16 em. Hai số 4 nhân nhau thì thành số có đuôi bằng 6. Mà số có đuôi bằng 6 mũ bao nhiêu thì cũng ra đuôi bằng 6 thôi. Ở đây 2012 là mình chia ra thành 1006 bộ, mỗi bộ hai số 4 nhân với nhau thì ra một số có đuôi bằng 6 nha. Cộng với 2 thì đuôi bằng 8 ha. Câu 7. Đây kìa. Dùng tính chất phân phối nhân lại nó sẽ bằng cái này là. Câu 6. Cái này cộng tử giữ mẫu, các em học ở tiểu học rồi. Như vậy nó sẽ ra là 98 phần 14. 98 chia 14, phần là chia đó bằng 7 kìa. Câu hỏi 2. Dần mò lớn quá thì thụt lùi lại, nhỏ quá thì tăng lên. 3 mũ 15 thử coi. 2, 5 chữ số mà đây ra nhiều quá, vậy nhỏ lại đi, thụt lại 3 mũ 10 thôi. 5 chữ, ôi trời hên quá, ở hiện gặp lành cái, mò cái chúng luôn. X 10. Bộ chung nhỏ nhất của 2 và 6 sẽ là 6. 6 vừa chết cho 2 vừa chết cho 6 luôn. Cái này bấm máy sẽ ra âm 200. Cái này bấm máy đi kìa. Đây là âm 100 nè. Cộng 500 là thành 400, 481. Như vậy mình đã hoàn thành xong vòng thi này một cách nhẹ nhàng ha. Rồi ta nộp bài nhanh. Các em nhớ đăng ký cái kênh phụ của thầy. Còn muốn đăng ký mấy cái khóa học ở trên mạng thì các em vào chỗ khai giảng ha, các khóa luyện thi, rồi đăng ký dưới này. Hiện tại thì mở đợt bổ sung các cái khóa học trước ha, tham gia ngay đi, các khóa học này có tác dụng tới cuối năm luôn mà. Nếu chưa học thì nên tham gia đăng ký kênh phụ để mai mốt thầy dạy thêm ở trên mạng, các em hứng thú thì tham gia.